Hello, xin chào các anh chị and welcome to NMS Apple Authorized Reseller. Hôm nay Nam sẽ cùng mở hộp với các anh chị một sản phẩm nằm trong line sản phẩm iPhone 13 series của năm nay. Đó chính là chiếc iPhone 13 Pro với slogan Also Pro. Trên tay Nam hôm nay đó là chiếc iPhone 13 Pro phiên bản màu gold, màu vàng. Thì năm nay iPhone 13 Pro có 4 màu sắc để lựa chọn: màu graphite, màu xám, màu silver, màu bạc, màu gold, màu vàng và cuối cùng là màu Sierra Blue là màu xanh dương, với 4 loại dung lượng 128, 256, 512 và ổ cứng 1T. Và trên tay Nam là chiếc hộp iPhone 13 Pro. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy là thay vì chiếc siêu ni lông giống như là năm trước thì năm nay iPhone 13 Pro được thay thế bằng siêu giấy. Mã sản phẩm tại NMS là mã chính hãng dành cho thị trường Việt Nam, mã VN-A. Màu vàng thì phía trước sẽ là cái background, sẽ là hình chiếc iPhone màu vàng. Và bên cạnh hông thì mình có thể thấy là logo của iPhone cùng màu tương ứng với lại màu máy. Mình cùng xem chiếc siêu giấy của Apple năm nay nha các anh chị. Có hai siêu, một siêu trên và một siêu dưới. Đây là mã sản phẩm. Ở đây mình có thể thấy là chiếc iPhone 13 Pro phiên bản màu gold 128GB. Mã VN-A là mã chính thức dành cho thị trường Việt Nam. Về thiết kế hộp thì mình thấy rất là gọn. Bề dày của hộp cũng giống như là năm trước. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở siêu và xem bên trong hộp nha các anh chị. Phiên bản màu vàng mở ra là đã thấy lấp lánh rồi. Chúng ta sẽ mở ở bên trong. Bên trong hộp của iPhone 13 Pro năm nay thì chúng ta sẽ thấy là có chiếc iPhone, một dây cáp sạc USB-C to Lightning cable 1 m, documentation, tài liệu hướng dẫn, có sticker logo dán của Apple và đồ mở khe SIM. Và giống như các dòng iPhone gần đây thì iPhone 13 Pro chúng ta cũng sẽ thấy là không có đầu sạc, không có cái bộ sạc Apple USB-C Power Adapter. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn cận cảnh chiếc iPhone 13 Pro. Nên sẽ mở siêu màn hình nha các anh chị. iPhone 13 Pro năm nay thì ở mặt trước sử dụng chất liệu là Ceramic Shield Front, có độ bền rất là cao. Mặt sau được sử dụng Tester Matte Glass Back, là mặt kính nhưng mà có độ nhám, hạn chế các trầy xước. Và cuối cùng là Stainless Steel Design, viền được dùng bằng thép không rỉ. Thì nhìn từ xa chúng ta đã thấy là nó đã ánh lên cái viền của cái iPhone này, nó ánh lên rất là đẹp. Và cùng với đó thì iPhone 13 Pro có thiết kế màn hình là 6.1 inch, rất là gọn, nằm mình cầm rất là thoải mái. Đây là màn hình chào của iPhone 13 Pro. Hello, bonjour. Bây giờ thì Nam sẽ thao tác sơ qua một số thao tác để mình vào màn hình bên trong ha. iPhone 13 Pro sử dụng công nghệ màn hình là Retina Display Stereo Pupillable Promotion với tốc độ làm tươi hình ảnh, tốc độ quét lên tới 120Hz. Cùng với đó là công nghệ True Tone Display giúp cho màn hình thích ứng với lại nhiệt ánh sáng của môi trường bên ngoài. Cụm 3 camera Pro Camera System thì năm nay cái cụm camera này mình thấy nó kích thước nó có thể là lớn hơn so với dòng iPhone 12 series trước. Tại vì năm nay điểm nhấn của dòng iPhone 13 Pro đó chính là sự cải thiện về cụm camera và cùng với đó là thời gian pin. Thời gian pin sử dụng của dòng 13 Pro năm nay lên đến 22 tiếng. Camera trước 12 megapixel True Depth camera. Năm nay thì iPhone 13 Pro sử dụng chip là chip A15 Bionic, chip mới nhất của Apple. Và
Và cùng với đó thì năm nay iPhone 13 Pro với các cái khả năng chống nước theo đạt chuẩn là IP68 với độ sâu tối đa là 6m và tối đa trong vòng 30 phút. Ở đây là chiếc mình đã làm màn hình chính của chiếc iPhone 13 Pro. Về thiết kế các nút thì ở đây chúng ta vẫn thấy là có nút volume up, volume down nè, silent and ring, bật chế độ im lặng. Nút cạnh home và cổng hiện tại vẫn sử dụng là cổng lightning. Năm nay đối với dòng iPhone 13 Pro Series á, là 13 Pro và 13 Pro Max thì chúng ta có thêm một cái chế độ quay phim, đó là Cinematic Mode. Thì cái chế độ này nó được lấy cảm hứng từ cái kỹ thuật mà khi mình quay những cái bộ phim mà chúng ta có thể thấy là ở Hollywood á, thì hiện tại nó đã được tích ứng ở trên iPhone 13 Pro Series. Và cái công nghệ này giúp cho chúng ta có những cái thước phim nó mượt mà và cái chất lượng hình ảnh á, nó thu hút và nó tập trung vào cái độ nét hơn rất là nhiều. Nếu mà các anh chị có nhu cầu về sản phẩm iPhone 13 Series thì chúng ta hãy mau chóng liên hệ đến hotline của NMS 0888 060688 để được hỗ trợ và tư vấn và giao hàng nhanh nha các anh chị. Xin chào.